Xin chào anh em, hôm nay Aquafit xin giới thiệu đến với anh em một cái dòng máy lọc thác cho bể cá cảnh trong nhà rất là được nhiều anh em ưa chuộng trên thị trường hiện nay. Đó là dòng máy lọc Sansan HBL. Đây là trên tay mình có 3 mã HBL801, HBL802 và HBL803. Đây thì ba cái mẫu máy của nó, đây là kích thước hộp của nó. Cả ba điểm chung của cả ba cái mẫu máy này thì sẽ dùng được cho bể cá này. Nó có cùng một cái công suất là 6W. Đấy, cả ba đều 6W và cái lưu lượng lọc của nó sẽ là 500 lít trên giờ. Đấy, cái điểm khác nhau giữa ba cái con máy này 801, 802 và đây 803 là kích thước của cái máy. Thì kích thước nó càng lớn, cái 803 lớn nhất đến 802 và đến cái 801 thì kích thước nó càng lớn thì nó chứa được càng nhiều vật liệu lọc. Đấy. Cái loại 801 này sẽ dùng phù hợp đối với những cái bể một cái kích thước từ 20 đến 40 cm. Đấy, và cái 802 thì dùng cho bể kích thước từ 40 đến 60 cm. Và cái 803 này thì sẽ dùng cho bể cá cảnh kích thước chiều ngang đấy là từ 60 cm đến 80 cm. Thì vừa rồi là mình điểm sơ qua về ba cái con máy này, cái điểm giống nhau của nó. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ mở một cái hộp đây, và 803 ra cho anh em xem bên trong nó thiết kế như nào nhé. Đây là bên trong hộp này. Ngoại quan của con 801 và 802 là tương tự nhất, và bên trong tương tự các nhà thiết kế. Thì cái máy này gồm một tờ sách hướng dẫn cách lắp đặt rất là chi tiết cho anh em ở đây nhé. Anh em hoàn toàn có thể xem cái hướng dẫn trong này để anh em lắp đặt rất là dễ dàng. Quyển hướng dẫn đây. Và đây là các cái phụ kiện, các cái kết nối để lắp những thiết bị như thế này. Chúng ta còn cái kết nối này, có thể kết nối đây. Đây là chiếc Sansan HBL803. Nó sẽ có hai đầu nhé. Một đầu in là đầu vào, đầu nước vào, và đầu out và đầu nước ra. Đấy, anh em nhìn đây để anh em lắp nhé. Bây giờ mình sẽ mở bên trong máy. Thì anh em dùng tay hất cái hai bên thông. Đấy. Đấy, sẽ mở được máy, nó rút ra. Đấy, hai đầu. Đây là bên trong máy, em nhìn rõ bên trong máy này thì sẽ có các ngang. Bây giờ mình ở đây có một cái móc này, cái tối này các nhà anh nhìn thấy không? Đây, xin giới thiệu các nhà, đây là một cái móc này. Đấy, bên trong máy đây, đây là một cái móc nhé, chúng ta dùng cái tay này, móc này kéo lên. Đấy, đấy, bên trong nó kéo được cả cái con lọc của con 803. Đây. Thì mỗi con máy HPL này sẽ có bốn cái ngăn đựng vật liệu lọc nhé. Đây, ở đây mình sẽ có các cái song giữ này, chúng ta có thể bấm vào nhỏ lên. Thì đây, ở đây hãng sẽ cho chúng ta sẵn là cái bung lọc này rồi. Anh em mà muốn cái lọc này hiệu quả hơn ấy, thì anh em nên bỏ thêm các vật liệu lọc vào đây. Chúng ta sẽ sử dụng cái bông lọc này cũng được, cái bông lọc của hãng này cũng được. Đây bông lọc của hãng, và chúng ta có thể hoàn toàn thay thế cái bông lọc này bằng cái tấm lọc 6D, tấm lọc số lớp ấy, thì chất lượng lọc sẽ tốt hơn. Và chúng ta có thể bỏ thêm các vật liệu lọc vào đây, ví dụ như là sứ hay là mai chỉ. Vật liệu lọc gần như là càng đắt tiền thì nó sẽ càng hiệu quả, hoặc là ca nét. Đấy, thì anh em bỏ từng ngăn này để bông này, và anh em để từng ngăn đây, các ngăn khác nó cũng tương tự nhé, bốn ngăn. Để tự anh em bấm vào đây rồi nhọc lên. Đấy, các cái ngăn nó tương tự nhé. Đấy, chúng ta có thể bỏ các cái matrix hay sứ lọc vào từng ngăn này. Đây lại. Đấy, là anh em ấn vào đây. Rất là chắc chắn.
chúng ta nên nên bỏ thêm các vật liệu vào vào để nó có thể nuôi vi sinh tốt và giúp cho hiệu quả bảo quản tốt nhất nhé. Đấy, còn hãng thì người ta cho mình cái phần thô, các phần thô này thôi. Đấy. Sau khi xếp vật liệu lọc xong thì anh em bỏ vào nhé. Đấy, lắp đến rồi. Còn cái bên trong của con 801 hay 802 thì thực tế là nó cũng tương tự nhé. Cái phụ kiện là tương tự và kích thước nó sẽ nhỏ hơn thôi. Đây là con 801 đây có một cái túi phụ kiện như này. Đây bên trong máy tương tự nhé, kích thước cũng nhỏ hơn này. Đây là con 802. Thì đây kích thước thực tế là anh em có thể nhìn cái con 801 và 802 thì chiều cao nó như nhau nhưng cái chiều rộng con 802 này sẽ rộng hơn nhé. Đấy, nó rộng hơn đâu đó là tầm khoảng 2 cm thì sẽ chứa được nhiều vật liệu lọc hơn thì anh em sẽ lọc hiệu quả hơn. 801 thì sẽ dùng cho bề từ 20 đến 40 cm, 802 thì từ 40 cm đến 60 cm, và cái 803 từ 60 cm đến 80 cm. Anh em nhìn nó cũng có 4 lọc như nhau. Ok, hôm nay video hôm nay mình sẽ xin kết thúc tại đây. Anh em có cần tư vấn thêm gì về cái máy lọc xăng xăng này thì anh em có thể nhắn tin Zalo cho em qua số điện thoại 0369 588 887 thì em sẽ tư vấn cho anh em nhé. Chào anh em.